Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, LG nhà mình nó bị hẹo rồi à, cho nên em làm mấy cái clip về LG cảm giác là chẳng có ai muốn xem nữa à, kể cũng rất là buồn. Nhưng mà thôi à, cái gì mình biết thì mình cứ chia sẻ thôi à. Thì nay có một cái vấn đề cũng khá là nhỏ thôi à, đó là cái lỗ này này. Đấy, các bác thấy không? Đây là trên con LG V50 nhé. Thì trên con LG V50 này, con G8 nữa này. Đấy, thì nó có cái lỗ này. Đó. Thì trước đây ấy, khi mà trên tay con LG V50 lần đầu tiên ấy, thì lúc đó cũng có cái tranh luận về cái lỗ này có tác dụng gì và tên gọi chính thức của cái lỗ này là cái lỗ gì, thì cũng rất nhiều anh em đưa ra ý kiến là cái lỗ thoát khí rồi thoát nhiệt rồi lỗ định âm gì đấy. Nghe nó cũng chưa được thuyết phục các bạn. Thì em cũng đã tìm thông tin ở trên mạng rồi các thương gia rồi các bác sửa máy ấy. Thì thực ra là tìm ở trên mạng ấy, tìm trên Google ấy, thì em thấy không thấy một cái thông tin nào nói về cái lỗ này cả. Các bác cứ thử tìm đi, em thấy là không có cái thông tin nào, hoặc là có thể là tìm bằng tiếng Anh thì có thể máy đã biết, nhưng mà em tìm bằng tiếng Việt thì không thấy. Đó, thì em cũng không tìm được, cho nên em phải đành phải hỏi mấy cái bác thương gia rồi mấy bác sửa máy ấy. Thì các bác ấy nói là đây là cái lỗ cân bằng áp suất. Đó, lỗ cân bằng áp suất thì nghe nó có vẻ rất là vi diệu. Đấy, thì các bác cũng có đưa cho em một mấy cái hình ảnh nữa các bạn. Đây, thì con V50 mà khi mà tháo ra đây. Đây này, chờ em tí. Đây này, đây là con, đây các bác nhìn nhé. Đây là con V50 này, cái lỗ này nó ở chỗ này này. Để em đưa cái. Đây. Thì cái lỗ đấy nó ở chỗ này này. Đấy, thì đi thẳng vào cái màng này này. Đó, đây là một cái màng. Đấy, cái màng này có thể là ngăn nước. Đó. Thì đây, cái màng này người ta đã chọc thủng nó rồi đây. Đó, cho chọc cách hẳn to ra luôn đây. Thì cái lỗ đây đi thẳng vào đây. Đó. Đây là trên con V50. Còn con G8 ấy thì em lại không tháo được cái đấy vì vì nó ăn vào gần đến chỗ cái màn hình ấy các bác. Đây, con G8 lỗ nó ở đây. Và nếu mà như các bác muốn nhìn thấy nó thì các bác bắt buộc phải tách cái màn hình ra, bóc cái màn hình ra. Nhưng mà em không đủ trình độ để bóc cái màn hình ra mà cũng không dán lại được, cho nên em không dám bóc. Thì đây các bác có thể thấy, để các bác biết được chắc chắn đó là cái lỗ cân bằng áp suất. Tại vì nếu như mà cái việc mà bảo là đây là cái lỗ thoát nhiệt thì cũng không đúng. Tại vì đây, các bác có thể thấy cái phần ống nhiệt đây. Ống nhiệt nó nằm ở vị trí này cơ mà. Thì mà cái lỗ này nó nằm ở đây thì nó không thể thoát nhiệt được. Nếu mà lỗ thoát nhiệt thì nó phải nằm ở gần chỗ này chẳng hạn, hoặc là nó nối thẳng với cái ống này chẳng hạn, thì còn có lý. Đó. Đấy là trên con G8, còn con trên V50 đây. Thì các bác cũng có thể thấy được là đây các bác nhìn thế này. Có trên con V50 ấy, thì cái ống thoát nhiệt nó nằm ở đây, còn cái lỗ nó nằm ở mãi dưới này cơ mà. Đấy, cái lỗ nó nằm mãi dưới này. Thế này phần đáy con V50 nó nằm mãi dưới này thì nó cũng không đúng là cái lỗ thoát nhiệt được các bạn. Đó, thì có thể là đúng đó là cái lỗ cân bằng áp suất. Đấy. Vậy thì tại sao cái con V50 và cái con G8 nó lại có cái lỗ đó, và con V50S nữa. Đó, thì vẫn những con khác ấy thì nó có hay không ấy, thì em cũng được các bác trả lời là những con khác ấy nó cũng có cái lỗ đấy, nhưng mà nó nằm ở cái vị trí như mấy con đời cũ ấy, nó nằm ở vị trí thứ nhất là có thể là ở vị trí cái nút mic này này. Cái lỗ mic này này. Đấy. Lỗ mic hoặc là nằm ở cái khu mà ở mấy con camera nó bị lồi lên ấy. Nó nằm ở kẽ cái chỗ camera ấy, nằm ở cái phần 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 tiếp giáp giữa camera với cái mặt lưng ấy. Đấy, thì các bác thử để ý xem là mấy cái con camera bàn lồi lên ấy, nó có cái kẽ hở nào không. Đấy, hoặc là có thể nó nằm ở cái vị trí mic. Đó. Thì vậy thì tại sao mấy con này nó lại làm riêng cái lỗ này ra như vậy? Thì câu trả lời cũng khá là em thấy là khá là không được thuyết phục. Tại vì các bác ấy bảo là mục đích làm cái lỗ này ấy, để mà tránh cái độ rè của cái loa. Đó. Thì các bác cũng thắc mắc luôn là thế những con máy đời trước thì nó cũng bị rè loa hết à? Đó. À, nhưng mà cái thời con V40 hoặc con G7 ấy, thì em thấy là có một số bác cũng than về cái lỗi bị lo rè, thì không biết là có bị không. Nhưng mà kể cả con V50 này cũng thế thôi. Em tôi vẫn thấy có một số bác than thở với em là cái loa bị rè. Đấy, cái loa ngoài ấy. Đấy. Thì cái việc nhá, cái việc mà làm cái lỗ này để làm gì ấy, thì
Thực sự là đến thời điểm này em vẫn chưa có câu trả lời mà nó thuyết phục, nó chính xác và thuyết phục được các bạn. Cũng biết đây là cái lỗ cân bằng áp suất, nhưng mà để tại sao nó phải làm riêng rẽ như này thì đúng là em chưa có câu trả lời thuyết phục. Và mong các bác nào biết ấy thì comment ở phía dưới cho em nhé. Thì đây em test lại cho các bác biết được tại sao nói cái này nó là cái lỗ cân bằng áp suất. Thì đây các bác có thể vào test áp suất sau thang. Đó, các bác vào phần đây. Đây thì các bác có thể thấy đây, khi mà em chưa che cái lỗ đấy lại ấy, thì nó nhảy như này thôi. Đây các bác để ý nhá, nó là 10 chấm tầm 10.3 đấy, 10 10.3 đúng không? Thì em bóp vào đây đấy, nó có thể nhảy lên từ 9 đến 10, hoặc là có lúc nó lên 11 đây nha. Các bác nhớ bóp thì bóp như này nhá. Đấy. Thấy có lúc nó lên 11 đó đó. Và thời điểm này thì các bác nhớ là đừng tin vào áp suất nữa nhé, nó chỉ là để tượng trưng thôi đó. Thì đây khi mà chưa che cái lỗ đấy lại thì nó nhảy vừa vừa thôi, còn bây giờ khi em che ra cái lỗ lại lại nhé, đây em sẽ là dùng cái ngón tay cái để em che lại này. Đó. Đây, che rồi. Bóp này. Đó, các bác thấy không? Nó lên hẳn đứng 22 chấm mấy. Đó. Các nhìn kỹ nhé. Đó, thấy không? Nó nhảy lên ghê gớm. Đó. Em che cái này lại đấy nhé. Đấy, các bác nhìn lại. Đó. Thì để khẳng định lại cho các bác biết là đây đúng có thể đó là cái lỗ cân bằng áp suất. Nhưng mà để mà nói là tại sao phải cần cân bằng áp suất và tại sao phải làm một cái lỗi riêng rẽ ra như vậy thì đúng là em chưa có câu trả lời chính xác. Và qua bao nhiêu lần tìm thông tin rồi hỏi han các bác ở trên nhóm rồi các bác thương gia, các bác sửa máy, thì thực sự là các bác ấy cũng chưa đưa ra được cái câu trả lời chính xác. Cho nên là em làm một clip này mục đích để cho các bác biết được là cái lỗi đấy là lỗi gì. Và nếu bác nào biết hơn ấy, thì trả lời giúp em là tại sao phải làm cái lỗ đấy riêng ra như vậy, tại sao không làm nó tích hợp vào cái mic như những đời trước cho nó gọn, cho nó ẩn đi, cho nó đẹp đó. Và làm cái việc mà làm cái lỗ rời như vậy thì có tác dụng gì không, có phải là việc chống lo rè hay là chống cái gì khác không đó. Hy vọng là em sẽ có một cái câu trả lời nó có tính thuyết phục hơn. Rồi, ok, chào các bác nhé.